Trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những chia sẻ rất thân tình về huấn luyện viên Park Hang Seo và điều đó gợi mở không ít vấn đề. Ông Park Hang Seo là người thầy, người anh kính trọng. Huấn luyện viên Park có nhiều vất vả và khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tôi rất bất ngờ và cảm ơn bó hoa của huấn luyện viên Park Hang Seo. Tôi tin tưởng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi có thể giúp Việt Nam tìm kiếm, đào tạo cầu thủ tốt. Tôi luôn lắng nghe, tiếp thu những gì mà người tiền nhiệm chỉ bảo. Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi nhận được nhiều sự chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park nói nhiều về kinh nghiệm quý báu, nói tôi rằng hãy lãnh đạo kết nối các cầu thủ có được kết quả tốt. Đây là điều tương đồng với tôi. Tôi sẽ xây dựng đội bóng như vậy, giúp các cầu thủ có sự phát triển tốt nhất. Kính thưa quý vị, đấy là những gì mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ thẳng thắn về huấn luyện viên Park Hang-seo trong ngày chính thức nhậm chức thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực tế thì không có nhiều huấn luyện viên thoải mái nói về người tiền nhiệm như cách ông Kim Sang-sik chia sẻ. Bản thân huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đã nói, tôi luôn lắng nghe tiếp thu những gì mà người tiền nhiệm chỉ bảo. Đấy là một sự khiêm tốn rất lớn, đặc biệt từ vị huấn luyện viên mà không ít người hâm mộ Việt Nam còn hơi lo lắng về mặt tính cách. Tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors, Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng bị chỉ trích vì khá cứng nhắc trong cách sử dụng nhân sự, sẵn sàng gạt bỏ nhiều công thần và trọng dụng ngôi sao trẻ. Ông Kim khi đó cũng đã có phốt đối đầu với người hâm mộ Dion Book Hyundai Motors khi thành tích đội bóng sa sút. Đấy cũng là những gì mà huấn luyện viên Chu Je đã làm tại Việt Nam, bất chấp rất nhiều lời khuyên và nhận lấy thất bại phải rời đi. Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Tùng thì chúng ta không thể đánh đồng mọi chuyện với nhau. Bản thân huấn luyện viên Chu Dê thực ra đã nhiều lần tỏ ra cứng nhắc về cách làm việc, cũng như đối đầu với người hâm mộ ở các nơi công tác cũ. Còn với trường hợp huấn luyện viên Kim Sang-sik, câu chuyện đó mới diễn ra một lần. Và với việc ông Kim tỏ ra cực kỳ khiêm tốn trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam, có thể phần nào yên tâm rằng vị chiến lược gia này sẽ hiểu cách để vận hành đội tuyển quốc gia của chúng ta, cũng như giao tiếp cùng truyền thông và người hâm mộ nơi đây cần biết mối lo tái diễn câu chuyện xung khắc như thời ông chu dê rất lớn không chỉ trong lòng người hâm mộ bóng đá việt nam mà còn với chính vff đến mức là vff đã tổ chức một hội đồng với trách nhiệm chuyên để góp ý cùng tân huấn luyện viên cả chuyên môn lẫn cách ứng xử nếu lỡ lúc nào đó câu chuyện đi quá xa nói về hội đồng và sự ràng buộc kỳ lạ này vff dành cho tân huấn luyện viên trưởng bình luận viên quang tùng cũng phải thốt lên rằng câu chuyện nghe qua tưởng không có gì đặc biệt nhưng thực ra nó rất lạ Ta hiếm khi thấy trong bóng đá thế giới, có thể VFF đã đạt được thỏa thuận cùng tân huấn luyện viên trưởng về câu chuyện liên quan tới hội đồng này. Nhưng nếu quả thật khi có vấn đề xảy ra, nó sẽ hoạt động như thế nào? Đấy là câu chuyện rất khó nói. Đúng vậy, có thể VFF đã nghĩ ra phương án phòng xa khi mà tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam rơi vào tình huống khó xử giống như huấn luyện viên Chu Dê. Nhưng thực tế để phương án ấy phát huy hiệu quả là không hề đơn giản. Cách tốt nhất vẫn là làm sao để tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, cụ thể là ông Kim Sang-sik không xung khắc với chúng ta như cách huấn luyện viên Chu gì đã làm. Mà như phân tích ở trên, sự thân thiện khiêm tốn ban đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik là khá lớn. Nếu ông Kim khiêm tốn như ông nói thật thì mọi chuyện sẽ càng dễ thuận buồm xuôi gió. Về mặt chuyên môn dĩ nhiên ông Kim sẽ có những dấu ấn của riêng mình, nhưng học hỏi kỹ từ thầy Park cách gắn kết đội tuyển Việt Nam, cách giải quyết các câu chuyện bên lề thói quen, tính cách các ngôi sao là điều cực kỳ quý giá. Thời gian đếm ngược, ông Kim đang tích cực theo dõi V-League để chờ tới ngày lần đầu triệu tập đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi đó chúng ta sẽ bước đầu được xem ông Kim sang xích trực tiếp làm việc với tuyển Việt Nam. Mong là với tài năng của huấn luyện viên này kèm những hướng dẫn từ thầy Bắc thì mọi chuyện sẽ ổn. Dù đội tuyển Việt Nam chưa tập trung nhưng kỷ nguyên mới của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã bắt đầu khi ông đến sân xem V-League để đánh giá cầu thủ và có hình dung bước đầu về trình độ thực sự của bóng đá Việt Nam. Xem băng hình không thể bằng trực tiếp đến sân mục sở thị, trực tiếp quan sát cầu thủ thi đấu, bởi có những phẩm chất của họ toát ra từ những điểm nhìn mà máy quay không thể chạm tới, đòi hỏi nhà chuyên môn phải quan sát bằng mắt thường. Đó là lý do huấn luyện viên Kim Sang Sik không nghỉ ngơi khi vừa tới Việt Nam mà đã lập tức đến sân hàng đẫy xem trận thể công Việt theo gặp L.P. Banh Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó ông đến xem trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Bình Dương trên sân Thiên Trường, rồi tới hàng đẫy để xem thể công Việt theo đấu Hà Nội. Huấn luyện viên Kim Sang Sích và trợ lý chọn 3 trận đấu trên bởi những đội bóng tham gia đều sở hữu nhiều thành viên đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Với đội thể công và Hà Nội là trên dưới 10 cầu thủ, chiếm phân nửa quân số đội tuyển quốc gia. Với Bình Dương là những cầu thủ trẻ tài năng bên cạnh bộ đôi tiến Linh Ngọc Hải có nhiều năm khoác áo đội tuyển. Còn với câu lạc bộ Nam Định thì là mỏ đá quý chưa khai thác. Khi dù đang dẫn đầu V-League nhưng lại chỉ có Văn Toàn được tin dùng dưới thời huấn luyện viên Philip Chuỳ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ không thất vọng khi theo dõi các trận đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: Điều tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần thi đấu quyết tâm của họ. Bước đầu tôi cũng đánh giá được họ có ưu điểm gì xong tôi muốn nhấn mạnh dù là cầu thủ ở thế hệ nào cũng cần có nền tảng bước đầu thể hiện năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu để được lựa chọn tôi đã có một vài cái tên ưng ý ở trong đầu lăn lộn trong làng bóng đá Hàn Quốc ngót hai thập kỷ ông Kim Sang-sik luôn mang phong cách tận hiến kỷ luật bền bỉ từ khi còn là cầu thủ đến lúc ngồi ghế huấn luyện viên trưởng có một thống kê đáng chú ý 44% số bàn thắng Jeonbuk ghi được ở mùa giải 2022 dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đến ở nửa sau hiệp 2. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn thúc đẩy cầu thủ phải nỗ lực đến cùng và thể hiện tinh thần máu lửa không buông bỏ. Đó là phẩm chất ông muốn tận mắt chứng kiến ở học trò. Ai đáp ứng được sẽ mở rộng cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định ông luôn tôn trọng quan điểm và thành tựu của người tiền nhiệm, nhưng bản thân ông sẽ đi con đường riêng. Tư duy tiến bộ cởi mở và cá tính mạnh mẽ của huấn luyện viên Kim đã đưa ông và bóng đá Việt Nam nên duyên. Huấn luyện viên Mai Đức Trung, phó chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, người đã tư vấn cho liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn ông Kim Sang-sik nêu quan điểm: Nếu muốn thành công, ông Kim Sang-sik cần tìm hiểu nền tảng bóng đá Việt Nam, thích ứng tốt, cầu thị nhưng cũng phải có chính kiến và quan điểm chiến thuật độc lập. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có con mắt nhìn người khác với huấn luyện viên Park Hang-seo hay Chu Dê, bởi vậy chủ đề ai lọt vào mắt xanh của ông Kim sẽ rất thú vị. Trong 3 trận mà huấn luyện viên Kim Sang-sik theo dõi trực tiếp, đã có những cái tên gây ấn tượng, đó là Hoàng Đức với pha đặt lòng gọn gàng đưa bóng vào lưới đội Hà Nội trong trận đấu mà tiền vệ sinh năm 1998 đá tiền đạo lùi và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tiến Anh cũng chơi ổn định, ghi một bàn thắng. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 này đã in dấu dày vào ba bàn của thể công Việt Theo trong ba trận gần nhất, được đánh giá cao ở nền tảng thể lực và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Hay trên hàng công, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải sẽ được lưu tâm, dù chưa bùng nổ nhưng đây đều là những nhân tố giàu kinh nghiệm. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đánh giá trên cả quá trình, không chỉ nhìn vào một vài trận đấu đơn lẻ. Với huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển dịch cả về con người lẫn định hướng chơi bóng, song không phải cứ thay đổi cầu thủ mới dẫn tới thay đổi lối chơi, mà vẫn có thể tìm được sự mới mẻ, khác biệt dựa trên các nhân tố cũ. Đơn cử thế hệ vàng của ông Park đã xuống phong độ nhưng vẫn đang ở độ tuổi đủ chín, từ 27 đến 29 tuổi để trở lại. Trong bối cảnh lứa kế cận chưa thực sự sẵn sàng sau một năm ngắn ngủi gây tranh cãi dưới thời huấn luyện viên Chu Dê. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những biến động lớn với sự tham gia của huấn luyện viên Kim Sang sik việc sao xáo và đãi cát tìm vàng đã trở thành khẩu hiệu cho giai đoạn cải tổ sắp tới. Với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về bóng đá, huấn luyện viên Kim được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho đội tuyển, đặc biệt là trong việc khai thác và phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Việc đại cát tìm vàng không chỉ là một quá trình tuyển chọn khắt khe để tìm ra những tài năng xuất sắc nhất, mà còn là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm trong việc đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc thích nghi với bóng đá Việt Nam và vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa nhưng bên cạnh đó ông cũng cần thời gian để hiểu rõ hơn về phong cách chơi và đặc điểm của từng cầu thủ tuy nhiên thành công của quá trình này không chỉ phụ thuộc vào khả năng của vị huấn luyện viên người hàn quốc mà còn cần sự quyết tâm từ phía các cầu thủ họ cần thực sự cam kết theo đuổi mục tiêu chung và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thách thức trong quá trình đổi mới chỉ khi có được sự đồng lòng từ tất cả mọi người trong đội từ ban huấn luyện đến các cầu thủ mới có thể hy vọng cải tổ toàn diện sẽ đạt được kết quả như mong đợi sự kiên nhẫn cũng là một yếu tố không thể thiếu. Bóng đá là một môn thể thao phức tạp và mọi sự thay đổi lớn đều cần có thời gian để phát huy tác dụng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cần nhận thức rõ rằng, để đạt được mục tiêu thành công lâu dài, cần có sự ủng hộ và kiên nhẫn với quá trình phát triển này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để viết nên một chương mới. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch và với sự quyết tâm từ tất cả các phía, chắc chắn bóng đá việt nam sẽ sớm thấy được những thành tựu đáng kể trên sân cỏ quốc tế